Chào anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ quá nhiều đường ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của con người. Chính vì vậy mà nhiều người chọn cách sử dụng chất ngọt nhân tạo thay vì đường. Tuy nhiên, liệu rằng chất ngọt nhân tạo có thực sự tốt cho cơ thể hay không hay ảnh hưởng xấu tới sức khỏe thì mời quý vị cùng theo dõi clip dưới đây. Chất ngọt nhân tạo là gì? Chất ngọt nhân tạo là những chất thay thế cho đường được làm từ các chất hóa học kích thích các thụ thể vị giác ngọt ở lưỡi và làm cho người dùng cảm giác đang sử dụng đường. Hầu hết các loại đường nhân tạo đều không có hoặc ít calo. Chính vì lý do này, chúng thường được sử dụng trong thức uống giúp giảm cân. Tác hại của chất làm ngọt nhân tạo: 1. Gây béo bụng. Theo các nghiên cứu, những người có thói quen uống soda cho thấy tăng chu vi vòng eo so sánh với những người không uống soda. Lý do chất làm ngọt nhân tạo soda làm thay đổi vi khuẩn có lợi trong ruột ảnh hưởng đến hiệu quả của sự trao đổi chất của cơ thể và dẫn đến việc tăng cân. Một nghiên cứu khác đã thực hiện trên các mẫu mỡ bụng được lấy từ những người thường xuyên sử dụng chất làm ngọt nhân tạo và phát hiện có sự gia tăng lượng glucose vận chuyển đến các tế bào. Điều này làm tăng mức đường trong máu, dẫn đến việc tích trữ chất béo trong thành bụng. Đây là nguyên nhân gây ra mỡ bụng. 2. Liên quan đến bệnh tật. Theo các nghiên cứu một số bệnh liên quan đến việc sử dụng các loại đường nhân tạo như ung thư, ngay cả khi được công nhận là một sản phẩm an toàn. 3. Gây ra các vấn đề về sức khỏe. Chất làm ngọt nhân tạo được làm từ các hóa chất chế biến thương mại, sử dụng lâu dài có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe trong cơ thể vì cơ thể không thể xử lý được với lượng hóa chất cao. 4. Tăng nhu cầu đường. Chất làm ngọt ngay cả khi chúng không có calo sẽ kích hoạt sự phóng thích insulin giống như ăn đường. Sự gia tăng mức insulin làm tăng nhu cầu đường lớn hơn. 5. Các vấn đề về hóc môn Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất làm ngọt nhân tạo ngăn ngừa sản xuất hóc môn GLP-1. Đây là hóc môn kiểm soát lượng đường trong máu và cho bạn cảm giác no khi chúng ta ăn. Do đó, khi giảm hóc môn GLP-1 làm bạn cảm thấy đói và ăn nhiều hơn. Chắc chắn ăn nhiều sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến mỡ bụng của bạn. 6. Hội chứng chuyển hóa Các nghiên cứu cho thấy nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa cao hơn ở những người dùng nước ngọt nhân tạo trong chế độ ăn uống. Hội chứng chuyển hóa là một trong những bệnh tập hợp các bệnh lý, bao gồm tăng huyết áp, đai tháo đường, rối loạn lipid máu. Tất cả những rối loạn vừa nêu trên xảy ra cùng lúc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và các bệnh tim mạch chuyển hóa khác. Những nghiên cứu quy mô lớn đã chỉ ra rằng những người tiêu thụ thức uống có vị ngọt nhân tạo có nguy cơ bị hội chứng chuyển hóa gấp đôi so với những người không tiêu thụ thức uống có vị ngọt nhân tạo. 7. Tăng huyết áp và tim mạch Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người phụ nữ dùng nhiều hơn 2 phần đồ uống ngọt nhân tạo trong một ngày có nguy cơ mắc bệnh mạch vành cao hơn đáng kể. Những người tiêu thụ ít nhất một phần thức uống có chất ngọt nhân tạo mỗi ngày. 8. Tăng cân có bằng chứng cho thấy những người tiêu thụ thức uống có vị ngọt nhân tạo có nguy cơ tăng cân và béo phì cao hơn so với những người không uống thức uống có vị ngọt nhân tạo. Giải pháp thay thế cho chất làm ngọt nhân tạo. Mật ong nguyên chất là một trong những chất làm ngọt tự nhiên phổ biến nhất. Mật ong chứa chất chống oxy hóa, kẽm, canxi, vitamin B6, niacin, riboflavin, phốt pho, kali, sắt và một số enzyme quan trọng. Các thành phần này giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn lành mạnh trong đường ruột. Một muỗng canh mật ong tươi chỉ chứa 64 calo. 2. Mật phong Mật phong là thành phẩm được chế ra từ chất mủ của cây phong, một thứ cây đặc sản của vùng Bắc Mỹ như ở Mỹ và Canada. Vào mùa thu, lá phong đổi màu, toàn bộ tàn lá xanh chuyển sang một màu khác hoặc đỏ tím, đỏ hồng hoặc vàng. Hiện nay, trên 80% số mật phong cung cấp trên thế giới là được sản xuất tại Canada. Mật phong có rất nhiều lợi ích cho cơ thể và chứa hơn 50 chất chống oxy hóa. 3. Rượu đường erythritol Đây là một trong những loại rượu thuộc nhóm các chất được gọi là rượu đường, chỉ chứa 0,2 calo cho mỗi gam. Erythritol có thể được tìm thấy trong các thực phẩm tự nhiên như trái cây, nhưng chúng cũng đang được thêm vào tất cả các sản phẩm không đường, Mặc dù không ngọt như chất làm đường hay chất làm ngọt nhân tạo, nhưng nó không gây sâu răng và ảnh hưởng tiêu cực đến những việc khác. 4. Cỏ ngọt stevia. Đây là một trong những loại cây tự nhiên được tìm thấy ở Brazil và Peru. Stevia được làm bằng ít hoặc không có chất phụ gia hóa học. Cỏ ngọt stevia không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu và có thể giúp cải thiện sự nhạy cảm với insulin. 5. Đường dừa. Có vị rất giống đường nâu và chứa nhiều khoáng chất, vitamin và chất chống oxy hóa. Đường dừa có một chỉ số đường huyết thấp hơn đường tinh luyện, có nghĩa là nó sẽ giữ cho lượng insulin và lượng đường trong máu của bạn ổn định hơn. Vâng, mặc dù việc sử dụng chất ngọt nhân tạo thay thế cho lượng đường hàng ngày là phương pháp được nhiều người lựa chọn hiện nay, tuy nhiên quý vị cũng cần nên nhớ rằng không nên sử dụng quá nhiều loại chất ngọt nhân tạo như vậy. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.